Okay, word translate bỏ bài biển. Okay, favorite. Favorite chương bài tha chùm nón chùm nô chất. Break tea. Break tea bài tha ăn uống hư mùi bật vờ. Okay, một tỏ tiết cứ perpetual. Perpetual ní bài tha bình dùng rư có bật chìa bài dục hiệp. Okay, một tỏ tiết void. Void bài tha mớ. Always, always, phải thả tay tài. Ok, và to tiếp. Fan, phải thả net control. Parent, phải thả an áp chi bào. Click, click, phải thả một hạt chi lại. Education, education, phải thả cao bồng. Successful, successful, prai tha, chok chay. Ok, chim to tiến cứ premit nâng ban snap no ca một chênh xâm lễ. Rồi bọn chun bọn tết to, ok. To dương chắc đàm snap nâng tu snap ngọt nè. Mark's big game. Mark's favorite sport is hockey. He is 15 years old. Mark practices three times a week. Practices are 2 hours long. Mark plays one game a week. Mark is a good hockey player. He plays on Friday nights. Friday night hockey games are popular. Mark's family watches him play. Mark's friends watch him play too. There are always many fans. Tonight is the big game. Coaches are coming to watch Mark play. Mark wants to play in the National Hockey League. Mark wants to make a lot of money. It is very hard to play in the NHL. Mark's parents want him to go to college. They want him to have an education. They want Mark to be successful. They want Mark to be happy. Okay, bên top thì phải mặt màn sản phẩm nó cao bằng chênh xâm lê rồi bỏ chân chịu máu. Sản phẩm này cứ phải mặt cho tất cả mê riêng. Hai thời gian sạc xa cả bỏ tay nơi mê riêng này chứ mùi được trong tầng ngọt này. Ok, tao hiện chạp đám. Mass Big Game. Phải thả là bay không rồi bỏ mạng. Mass Favorite Sport is Hockey. Cây lá xâm nọp rồi bỏ mã cứ chia cây lá với con gồm. He is 15 years old. Cót miên ả dục đọc rạm chân ám. Mà practice 3 times a week. Mà thơ ca bay đo khăn nông mùi sắp nà. Practice are 2 hours long. Ca ăn vọt miên rồi dựa về tí màu. Ok. Okay, young tortoise. Matt play one game a week. Matt lane game, muy procured, knong muy sapada. Matt is good hockey player. Matt kuchia net lane kila hockey. He plays on Friday night. Got lane no juk tngai sok. Friday night hockey. Games are popular. Ka prakut kaila vie kon goal. Yup ngay sok mien prachie prayapheep. Okay, yung ta tiết. Mark's family watch him play. Krusa rabah ma mel kot leng. Mark's brand watch him play too. Mất phe rabah lok ma mel kot pel. Mơ cót lên khoảng này xong tôi chọn mọn. There are always many fans. Nẹ miên nẹ com trô chỉ tràn. Tonight is the big game. Giúp ní cứ chỉ game thùng. Ok.
Okay, to tiếp. Coach is coming to watch Mark play. Prai tha kru bong vuk kampong mok bœl ka leng robos Mark. Okay, nyom pjol apie coach ni tik. Okay, apie coach ni kư mien play mot khlak kwat kwat mœl tusana nau pahong meh. Kwat lưu sâu cái hào khâu sầm vạt khâu nhị xa cứ miền này tham miền địa khâu thì miền gọi khâu khâu thì cứ miền này tham cứ vùng vật cứ khâu 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 cứ miền sầm lên rồi cho nó tới. Ok, chúng ta tiếp. Mark want to play in the National Hockey League. Rai thá Mark chọn lên nó không xâm phạm chiến ô lập bệnh. Mark want to make a lot of money. Mark chong ban prak chan. It is very hard to play in the NHL. Prai tha vi pat chia bị mark nông ca lên nó không NHL. Ok, NHL này cứ chia sọ cắt. Okay, nhưng một tòa tiết. Mark's parents want him to go to college. Ở bộ phần này là bọn lục má cho ngoài cọt tàu sắc xá nơi mà hát chỉ lại. They want him to have an education. Bộ kê cho ngoài cọt miên ca học rộng. They want Mark to be successful. Bộ kê cho ngoài Mark tụ tù chốt chỉ. They want Mark to be happy. Bụi kê chong ai Mark sắp bài chật. Ok, đặt Mark khổ đi cứ xê khó thế này nè. Lúc cháu cũng dấu rộng xa xo lộn. Ok, nhắn chìm to tiết cứ phê mất sắc xa là cam chèm xuống lấy bọc chung chìm bình bọn. Ok. Mark's favorite sport is hockey. He is 15 years old. Mark practices 3 times a week. Practices are 2 hours long. Mark plays 1 game a week. Mark is a good hockey player. He plays on Friday nights. Friday night hockey games are popular. Mark's family watches him play. Mark's friends watch him play too. There are always many fans. Tonight is the big game. Coaches are coming to watch Mark play. Mark wants to play in the National Hockey League. Mark wants to make a lot of money. It is very hard to play in the NHL. Mark's parents want him to go to college. They want him to have an education. They want Mark to be successful. They want Mark to be happy. Okay, bạn tập đi play mặt bàn đập. Cảm chơi xem lại được bao nhiêu máu là nít cứ play mặt. Nghĩa mà sắc xa cho mùi là cái nhóm đôi số sắp này ca và trên xong đấy nó cứ chia style rồi bỏ khám mại cứ nghĩa xua sẽ làm thế chẳng dưỡng an hát dưỡng nâng thơ ca bỏ bài được ngọt nè. Ok, Mark đi game. Mark đi game kiếm bài thác là bài thông rồi bỏ mạng. Mark's favorite sport is hockey. Chúng nóng chúng nó chất được ca cho chất cái là đại châu chất và phật hoàng mã nó cứ cứ học thì học kỳ nó cứ cà vì cồn gối nó lời được cọt. He is 15 years old. Cọt như là dục đọc trăm cho nằm. Má practice 3 times a week. Cọt ăn vật bay máu nông mùi sắp đà. Practice are 2 hours long. Can what cứ như là chuyện về pi máu nhàng dù. Mark play one game a week. Mark rock good mùi sắp đa mà đòn. Mark is a good lucky player. Sống tốt cứ hockey player. Mark cứ chuyên nhận lê nhờ hockey đà lò mùi mùi nẹt. Ok, he play on Friday night. Có rock good nâu giúp ngày sọc. Ok, riêng chọn một tỷ.
ខ្ញុំចង់ទៅលេងហ្គេមអាមែនចាខកខកអូខេសូមអរគុណទៅពីសំឡេងអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមបន្តទៀតអូខេយើងតទៀត Friday night hockey game popular យើងប្រែថានៅយប់ថ្ងៃសុខគឺជា game ដ៏ពេញនិយមមួយ Mass family watch him play គ្រួសាររបស់ម៉ាក់មើលគាត់លេង Mass friend watch him play too គ្រួសារមិត្តភក្តិរបស់គាត់មើលគាត់លេងដែរ There are always many friends មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើន okay tonight is the big game យប់នេះគឺជាហ្គេមដ៏ធំ Coach is coming to watch Mark play គ្រូបង្វឹករបស់ Mark ក៏មកមើល Mark លេងដែរ okay Mark want to play in the National Hockey League មកចង់ទៅលេងនៅក្នុង Star Olympic អូខេអានចេះតែជាប់មាត់ព្រោះថាឲ្យទៅរកពេលថតសម្លេងតែមានគេរំខានទៅមកអញ្ចឹងមួងមកអានមកជាប់មាត់អូខេណាសុំទៅពីប្រិមិត្តផងអូខេគឺមានសម្លេងរំខានមែនទេពិបាកក្នុងការថតអូខេឥឡូវយើងបន្តចូលទៅទៀតមេរៀនយ៉ាងទៀត Mark want to make a lot of money មកគាត់ចង់បង្កើតលុយឲ្យបានច្រើន It is very hard to play in the NHL វាពិបាកណាស់ដើម្បីលេងនៅក្នុង ពហុ កីឡាឋានជាតិ អូឡាំពិក Mark's parents want him to go to college អាណាព្យាបាលរបស់គាត់គឺចង់ឲ្យគាត់ទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ They want him to have an education. ពួកគាត់ចង់ឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងគឺទទួលនៅការអប់រំ They want Mark to be successful. ពួកគេចង់ឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងទទួលបានភាពជោគជ័យ They want Mark to be happy. ពួកគេចង់ឲ្យម៉ាក់សប្បាយចិត្ត Okay គឺប្រិមិត្តសិក្សាខ្លួនឯងបន្តទៀតទៅគឺមេរៀននេះគឺខ្ញុំសូមជួបតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ប្រិមិត្តយើងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនក្រោយទៀត Okay bye bye